Cũng trong 5 tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đây cũng là tín hiệu tốt cho thấy thị trường xây dựng trong nước đang dần phục hồi và phát triển trở lại. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất trong nước, thì các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh tập trung xúc tiến thương mại, mở rộng tấn công thị trường nước ngoài, nghiên cứu các sản phẩm mới và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP đạt 3,82%, trong đó lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng 2,23%, cho thấy dấu hiệu hồi phục tích cực của thị trường xây dựng Việt Nam trong điều kiện bình thường mới. Đứng trước những dấu hiệu khả quan đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thủ tục đầu tư xây dựng, khuyến khích áp dụng công nghệ hiện đại vào các loại thiết bị vật liệu xây dựng mới, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tạo lợi thế mở rộng ra thị trường nước ngoài. Đó là cái việc mà chuyển đổi số ứng dụng trong cái quy trình bán hàng cũng như quy trình vận hành thì nó sẽ góp phần để mà mình tối ưu được những cái nguồn lực, từ đó có thể tối ưu được các cái chi phí để mà làm sao chúng ta có thể giảm giá thành sản phẩm hoặc là tối ưu cái chi phí giá cho người sử dụng. Thì khi đó thì nó cũng góp phần vào cái việc mà giúp cho cái sản phẩm nó dễ chịu hơn trong cái bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, việc hàng loạt các dự án cao tốc sẽ được đẩy mạnh triển khai trong giai đoạn 2022-2025 cũng mở ra cơ hội bứt phá cho nhóm các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông. Đồng thời, tiềm năng tăng trưởng đối với mảng xây dựng dân dụng đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi nguồn cung được dự báo sẽ hồi phục mạnh mẽ sau bình thường mới. Đáng chú ý, bên cạnh tập trung khôi phục và phát triển sản xuất, các doanh nghiệp cũng đang dần chuyển mình, bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số và khai thác hiệu quả những xu hướng kinh doanh mới, trong đó hoạt động xây dựng bền vững được đẩy mạnh. Nửa đầu năm nay thì thị trường bất động sản hiện tại đã khôi phục trở lại. Tiếp theo đó là đà phát triển của các công trình xây dựng cũng đã bắt đầu tiếp nối. Thì thị trường vật liệu xây dựng nó cũng tiếp theo đó là nó cũng tăng trưởng theo. Hiện tại thì đa số bên doanh nghiệp là đi theo cái hướng là phát triển những cái loại vật liệu xanh và các loại vật liệu mà hiện tại là đáp ứng được nhu cầu của các kiến trúc sư và các công trình xây dựng khó. Phần lớn các doanh nghiệp đã và đang áp dụng mô hình xây dựng xanh theo các tiêu chuẩn gắt gao, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, vận hành khép kín, tuần hoàn để tạo ra thế mạnh cạnh tranh và tạo ra giá trị cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.